một tuần mới lại đến và những người làm chương trình rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, giám đốc bệnh viện Ka trong bối cảnh ung thư đang là một vấn đề lớn của xã hội cùng với tăng cường tuyên truyền phòng chống ung thư khuyến khích người dân đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh đồng thời khuyên người bệnh hãy thử những việc sau để tìm ra những cách đương đầu phù hợp với bệnh tình của mình theo giám đốc bệnh viện ca, bệnh ung thư ảnh hưởng đến cơ thể và cuộc sống của mỗi người bệnh theo các cách khác nhau và mỗi cá nhân cũng có cách riêng của mình để đương đầu với chúng. Theo thời gian, hầu hết mọi người sẽ tìm ra cách để ổn định, tiếp tục làm việc, thực hiện những sở thích và duy trì các mối quan hệ xã hội của mình, đồng thời sẽ thêm trân trọng cuộc sống và sống sao cho trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Thứ nhất, hãy mạnh dạn bày tỏ cảm xúc. Nhiều người cho rằng việc tỏ ra buồn bã, suy sụp, sợ hãi hay giận dữ là một việc làm thể hiện sự yếu đuối, nhưng thực tế cho thấy, việc thể hiện được cảm xúc thực giúp người bệnh thoải mái và có thái độ tích cực hơn trong quá trình điều trị và trong cuộc sống. Người bệnh có thể chia sẻ với người thân, những người bạn tin tưởng nhất hoặc có thể thể hiện cảm xúc qua những cách khác nhau như viết nhật ký, sáng tác âm nhạc, thơ ca, hội họa, vân vân. Việc đó sẽ giúp người bệnh cảm thấy kiểm soát được cảm xúc chứ không bị chi phối bởi những cảm xúc của mình. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn nhấn mạnh thứ hai người bệnh hãy dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân làm những việc yêu thích như nấu ăn tâm sự với bạn bè xem một bộ phim nghe nhạc hay ngồi thiền đồng thời luôn giữ cho mình một thái độ lạc quan yêu đời nên nhớ rằng có thái độ lạc quan không có nghĩa là không bao giờ bạn cảm thấy buồn căng thẳng khi bạn cảm thấy trùng xuống một lúc nào đó hãy chia sẻ cảm xúc với người thân của mình Thứ ba, người bệnh hãy thực hiện một chương trình thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe, tập yoga, trong điều kiện sức khỏe cho phép và theo khuyến cáo của bác sĩ. Điều này sẽ giúp người bệnh cảm thấy tràn đầy sức sống hơn. Thứ tư, khi tình hình trở nên nặng nề hơn và người bệnh cảm thấy khó khăn, cần có thêm sức mạnh, đừng tự đương đầu một mình mà hãy cố gắng mở rộng vòng tay hướng đến bạn bè, gia đình, người thân và các tổ chức hỗ trợ họ sẽ ở bên cạnh bạn để chia sẻ những sợ hãi, niềm hy vọng và những chiến thắng trên mỗi bước đi. Cuối cùng, bên cạnh việc tuân thủ điều trị và tiếp nhận những thông tin từ nhân viên y tế, bạn hãy trang bị thêm cho mình kiến thức về bệnh ung thư đang mắc phải, lối sống, sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng qua các nguồn thông tin chính thống, đáng tin cậy như sách, báo, tổng đài tư vấn, cổng thông tin điện tử của các chuyên gia, bệnh viện, trường đại học y khoa giữ cho mình tình trạng thể chất và tinh thần thật tốt chính là chìa khóa giúp bạn đương đầu và chiến thắng bệnh ung thư, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn khuyến cáo. <laughs> liệu pháp ánh sáng mạnh giúp tăng cường sức khỏe của tim Theo trang báo mới, nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Đại học Colorado ở Mỹ cho biết, sử dụng liệu pháp ánh sáng mạnh có thể giúp giảm tổn thương mô trong các cơn đau tim. Nghiên cứu trên chuột, các nhà khoa học đã phát hiện ra ánh sáng cực mạnh ảnh hưởng đến các chức năng của gen PER2. Đây là gen có trong não bộ có chức năng điều khiển nhịp sinh học. Bằng cách tăng cường gen này thông qua liệu pháp ánh sáng, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mô tim của chuột được bảo vệ thêm khi gặp vấn đề với oxy. Chẳng hạn như trong cơn đau tim, bước tiếp theo các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu xem con người có thể hưởng lợi từ liệu pháp ánh sáng hay không. Khi làm việc với các tình nguyện viên khỏe mạnh và cho họ tiếp xúc với ánh sáng cực mạnh trong vòng 30 phút trong 5 buổi sáng liên tiếp, các nhà nghiên cứu đã cho những người tham gia tiếp xúc với 10.000 lumen ánh sáng và lấy máu nhiều lần. Kết quả cho thấy mức PER2 tăng lên để đáp ứng với liệu pháp ánh sáng ở những người tham gia ở người giống như ở chuột. Ngoài ra, mức độ chất béo trung tính trong huyết tương giảm và cải thiện sự trao đổi chất. Kết quả của nghiên cứu này hướng tới một liệu pháp điều trị bệnh nhân tim trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, môn thể thao cẩn tránh đối với người bị thoát vị địa điểm sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.